Nay đi thăm nhà vườn ở dưới Bình Chánh, quay cảnh vườn quê cho mọi người cùng xem. Quay mấy cây mai đẹp quá. Anh mới bẻ buồng chuối á, lắm, chuối chín cây mà vẫn còn nhựa này, mới bẻ buồng chuối. Ủa trái này ngọt quá, con đi ăn này. Trái này chắc còn ăn được chút xíu. Hai vợ chồng muốn đi để hai đứa trẻ nhỏ lại. Ai? Cái mai công nhận đẹp thiệt. Vùng quê bình yên chưa? Ủa cái chỗ này là mình thả cái này xuống mình cất cá cất tép gì được đó hả? À hay sao? Ồ vậy đấy hả? Mà anh nuôi cá gì? À cá đuôi hồng nó nổi lên đẹp đỏ ha. Cổng vào nhà như một dàn mai. Con này cái hoa này giống như là không phải nguyệt quế, cái này không biết là cái bông gì, tên ba chữ mà mình quên rồi. Cái rạch đằng trước nè, anh sẽ nuôi cá. Rồi những cái cây này là anh sẽ anh cắt theo cái hàng rào, nhìn dễ thương chưa? Chui qua cái hàng rào này. Chui qua hàng rào này là qua tới vườn cải của anh này. Cải bẹ xanh đó. Cải này mà đổ bánh xèo ăn là bá cháy. Đã chưa? Mai dọc theo bên đường. Mai quá trời. Những cái luống rau cải xanh. Bây giờ để quay phía này cho mọi người thấy rõ cái dàn cái bông hoa trắng đó họ uốn ra thành một cái hàng rào. Xa xa là có cây mít đấy, mít như có trái. Đúng rồi.